1 2 3chán quá, không có việc gì chơi ta. À, cái súng. Ui, cái súng đẹp quá. Thôi, bây giờ mình đem qua khoe anh công đi. Em cho anh công. Hả, sao bảo? Anh đang làm gì á? À, anh đang gọi là đang chế tạo cái súng nè. Ê, ừ, nhìn đâu, cái súng của anh chất và ngầu nữa. Chắc không. Anh chế tạo nguyên một ngày hôm qua đó. Ừ. Nhưng mà hôm qua nó chưa hoàn thiện nên hôm nay anh hoàn thiện những cái phần còn lại á. Đó. Đó, để hôm nay bạn thử nè. Ghê không? Chắc không? Đó, nhìn đã không? Anh có thể review cho em được không? Review hả? Ừ. Ừ, để anh giới thiệu cái súng của anh cho em nha. Đây, cái súng của anh nhá là anh chế tạo từ bằng bìa cái tông đó Bảo. Nhìn đâu. Đó, đây nè. Còn có hai cái trục của Bảo, cái trục ở dưới này nó xoay được nè. Đó, em nhìn thấy không? Thấy. Đó, anh xoay nè. Xoay rất là nhẹ luôn á. Em nên thử xoay coi. Ồ. Đó, nó nhẹ không? Cái này giống cái trục quay diễn ngày xưa. À, tại em biết sao nó nhẹ như này không? Sao? Em biết cái con Yo-Yo mà hôm bữa 50.000 đó của em á. À, biết. Đó, ở trong đó nó có hai ủ bi. Đó, anh lấy hai ủ bi đó ra anh làm hai cái trục. À, nhưng mà không phải là anh lấy con Yo-Yo của em đâu nha. Anh lấy Yo-Yo của mấy thằng hàng xóm này nó hư rồi đó, nên anh lấy. Đó, chứ không phải là Yo-Yo của em. Đó, ở trên đây nè, ở trên này anh cũng làm cái trục rồi nè. Đó, cái trục này nó xoay được nè. Cái này gọi là cái nòng súng đó Bảo. Đó, nhìn chắc không? Ở cái nòng này nè thì anh cũng gắn hai cái ổ bi đó luôn. Đó, ở hai đầu luôn. Đó, hiểu không? À, em thấy rồi, em thấy rồi. Ở bên trong này nè, thấy không? Ừ. Đó, ở hai đầu để cho nó xoay nè. Ừ. Đấy. Rồi ở để anh kết nối được giữa hai cái trục này anh lại sẽ sử dụng một sợi dây dù. Đó, hôm qua là anh sử dụng sợi dây cước, nhưng mà ngày hôm nay thì anh đã sử dụng nè, cái dây dù để thay thế cho nó dễ hơn. Thấy không? Em biết hai cái bàn tròn này để làm gì không? Để làm gì? Để lúc mà mình xoay á, là cái sợi dây này nè không bị trật ra ngoài. Đó. Bây giờ anh thử nha. Anh thử gài đạn cho anh thử nha. Ok. Lúc mà chúng ta gài đạn là chúng ta sẽ xoay cái trục này nè. Đó, chúng ta cuốn sợi dây. Đó, cuốn sợi dây từ trước ra sau. Đó. Cuốn như này. Đó rồi. À. Đó, như này này, kiểu như này đó. Đây, đang cuốn nha. Ừ. Biết sao không Bảo? Sao? Cái súng này á, bắn thì sướng lắm, nhưng mà gài đạn nó hơi lâu. Cực nhất là khô cái khâu gài đạn các Bảo. Gài lâu lắm. Đây. Đó, anh gài vô thử, anh thử quay cho em thử xem nha. Dạ. Xem cái nguyên lý hoạt động của nó nha. Đó, cái nguyên lý hoạt động của chúng ta là như này nè. Ồ. Lúc mà anh gài đạn thấy như này đúng không? Em nhìn thấy dây không? Thấy. Đó, dây như này nè. Cái này là cái nòng súng. Bây giờ chúng ta xoay nè, xoay cái trục ở dưới đây nè. Đó, mình xoay nha, bây giờ anh thử xoay nha. Đó, xoay nè. Xoay. Xoay công nhận nhìn phê nhanh ghê. Nhìn phê không? Tại vì nó nhẹ lắm, nó nhẹ cực kỳ nhẹ luôn. Đó, thấy không? Ở trên này này anh làm như này biết làm gì không? Cái này nè. À, chắc để cầm tay. Đúng rồi, cái tay cầm đó, cầm như này nè. Đó, anh áp vào người anh cầm như này và anh bắn như này nè. Đó, chiu. Ủa? Bắn phi không? Nhưng mà khoan anh cô. Hả? Anh bắn bằng cái gì? À, cái này anh sử dụng mà dây thun nè. Ở đây anh mua được một bình dây thun luôn. Ôi, nhiều ghê. nhiều không? Chắc lượng không? Chắc lượng. Con như bò lên người em kìa. Đó, cái này anh sử dụng dây thun á để anh gắn, để anh gắn thử cho em xem nha. Đó, nó gài rất là đơn giản luôn. Ở trên này nè nó có cái hình chữ V như này nè. Là mình gài dây thun á. Mình gài như này, đó. Đó, gài. Ủa gài là một phần mình gài 7 viên đạn anh có. Ờ, trên tại vì trên này nó còn 7 cái này, đó. Nó 7 nấc này là mình gài là một cái thanh này là mình gài 7 sợi dây thun. Vậy là khẩu súng này bắn liên thanh luôn. Bắn liên thanh luôn. À, cái khẩu này là gồm 8 khẩu, cái 8 cái nòng như này. Đó, mà một nòng là mình gắn được 7 sợi thì 8 năm là mình gắn được bao nhiêu sợi? 8 x 7 bằng 54. Ghê Bảo ghê nha. Đó là 54 sợi dây thun đó Bảo. 54 hay 56 gì đó. 54 hay 56. 77 49. Xong rồi 78 là 56. 56. Đó là 56 sợi thun đó Bảo. Em bị nhầm. Tại vì lâu rồi anh cũng không học bằng cấp chương á, bây giờ anh cũng quên luôn bằng cấp chương. Đó, đúng rồi, 7749, xong rồi 7 x 8 là 56 đó Bảo. Đó, là 56 sợi dây thun. Mình gắn lên hết cái nòng này, mình bắn một lần 56 sợi đó Bảo, bắn kinh lắm. Đấy, ghê không? Đó, lát này anh với em bắn thử không? Em mà hồi nãy em qua đây anh nhìn thấy em cầm cái gì trên tay á Bảo? Em cầm cái súng nè. Cầm cái súng hả? Biết sao? Ủa, đại vậy? Biết sao? Sao á? Em vừa lượm được á. Cái súng lượm á hả? Ừ. Ủa cái súng lượm mà sao nhìn chắc vậy? Nhìn đã hả? Anh nhìn thấy cái súng này của em hình như đây chỗ này nó bỏ pin không Bảo? Ờ bỏ pin nhưng mà nó bị mất rồi. Bị hư rồi phải không? Ừ. À cái này bị hư rồi. Ghê, cái này còn cả đạn nữa này đúng không? Ừ. Đạn. Ơ cái này xoay được nè. Xoay được. Mỗi khi mình xoay là cái này nó nhúc nhích nè. Đâu cái nào nhúc nhích đâu? Đây cái này. À cái trắng trắng này hả? Ừ. Cái trắng trắng này nhúc nhích hả?
Em xoay, thử xem nào. Từ từ. Đây. Đó. Nè, em đẩy vô. Em đẩy vô. Nè, em xoay một phát là nó bay ra nè. Đó. Hay nha. Hay không? Hay nó có đó. Nó có hình con nhện nữa nè. Ờ, hay hay à. À, cái này hình như là sụng của người nhện nó bảo. Ừ. Ờ, bên này em cũng thấy có người nhện nè. Người nhện. Ờ, người nhện ha. Ê, cái sụng này có sụng này nó có cái loa này bảo nè. Ờ, cái loa chắc khi nào mình bắn, là nó nghe nhạc á. À, bảo biết sao không bảo? Cái sụng này là mình bắn là mình nghe nhạc thôi chứ nó không ra đàn được. À, cái sụng này sụng đồ chơi của trẻ em á. Đây nè, bây giờ em quay lại thực vô rồi. À, ra thực vô kìa. Bảo bây giờ thử bắn cái sụng của anh đi Bảo. Okay. Đây nè, ở trên này thì anh đã gặn sẵn đàn rồi nè. Đó, rồi bây giờ anh sẽ bắn thử nha. Ở phía trước này anh đã chuẩn bị rất là nhiều lon luôn. Đấy, cái này gọi là bắn liên thanh đó, nên là vậy mình phải bắn 1 2 3 4 5 6 6 cái lon không? Để xem anh có bắn hết. À, bây giờ thử 56 sợi dây thun đúng không? Xem anh thử có hạ hết được mấy cái lon này không nha. Ok. Bây giờ anh bắn với khoảng cách gần nha. Okay. Đây anh bắn cho em xem nè. 1 2 3 hết rồi. Còn một viên. Còn một viên à, viên này nó mắc ở đây. Vậy là 56 sợi đúng không? Ừ. Là 6 cái lon nhưng mà hà được có 3 cái lon à. Còn 3 cái chưa hà được. Anh con bắn mà dính lên em. Nó dính lên tay lắm này. Đây, em bây giờ em muốn bắn thử không? Thử. Bây giờ anh sẽ gài đạn hết lại xong anh cho em bắn nha. Ừ. Bây giờ em sẽ bắn nha. Ừ, Bảo bắn thử đi Bảo. Đây. Đây, ở phía trước là những cái lon kìa. Wow. Mạnh chưa Bảo? 2. Bắn liên thanh luôn đi Bảo. Quá wow, vẫn đang con đàn ha. Đây. Hết rồi. À, công nhận cái súng của anh bắn đạt thiệt anh Tùng. Ừ, tại sao? Thì tình hình thế nào? À, thích rồi đúng không? Thích rồi. Nhìn mặt Bảo là thấy thích rồi. Cái này anh chế tạo nguyên một ngày hôm qua đó Bảo. 6 lon mà em bắn hết cả 6 lon luôn. Ừ, và 6 lon mà em bắn là hình như hồi nãy anh này là vẫn đang còn dư đạn đúng không? Dư đạn sao em bắn hết luôn. 56 sợi, lúc nãy anh bắn được có 3 lon. Mà em bắn được đỉnh 6 lon luôn. Ghê, đỉnh. Bắn 6 lon mà còn dưới đạn nữa. Ừ, có dưới đạn mà lúc nãy em biết sao. Lúc mà em bắn á, anh nghe nó tiễn á, nó va vào cái lon nghe đã rồi. To. Toan toan toan. Cũng nhận cái sụng này bắn hơi bị lực rồi đúng không? Rất là lực luôn ấy. Đấy, phê không, phê không? Đó. Đó. Ê, anh Công, hay là anh Công cho em đi. Cho em hả? Được. Cho em hả? Được. Thôi cho em mượn được không? Cho em mượn đi chứ, tại vì cái này anh làm cũng mất nguyên một ngày hôm qua đó, nên là cho em mượn về chơi thôi. Khi nào trả thì trả lại anh, để anh gọi là trưng lên cho đẹp á. Anh bỏ trong tủ anh trưng lên cho đẹp. Thôi bây giờ anh cho em mượn rồi có gì khi nào mà trả rồi đem trả anh nha. Mà chơi cẩn thận khẽ bị hư nha. Tại vì cái bia cái tông nè, trời nhanh hư lắm. Khi nào mà quên mà để ra trời mưa phát là ướt nhẹp luôn. Ướt nhẹp, là hư luôn á. Mà biết sao không, cái này chơi rất là tổn như thun luôn. Từ xã nhà anh mua cái bịch chiếc thun đó, anh chơi hết nửa bịch rồi. Mỗi lần bắn là mỗi lần mất luôn. Đấy, thôi, bây giờ em đem về chơi đi nha. Rồi có gì mà chơi xong rồi em trả anh sau cũng được nha. Rồi, anh bây giờ anh đi phụ mẹ anh làm rồi nha. Hẹn gặp anh nha. Bye bye em nha.